À, chào các cháu, thầy là Nguyễn Trực, chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua Đồng Lệ. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các cháu cách tạo một tài khoản trên WeChat để đấu tập online với các bạn ở trong câu lạc bộ vào tối thứ ba, thứ năm hàng tuần. Để tạo một tài khoản miễn phí thì các cháu có thể vào trình duyệt Chrome hoặc Firefox hoặc các trình duyệt khác. Ví dụ ở đây là thầy dùng Chrome để vào trang WeChat, mình gọi là WeChat. WeChat.org. WeChat.org. Đây là trang web và chúng ta sẽ tập luyện và thi đấu trên trang này online và miễn phí. Đây là giao diện của trang web WeChat. Thì để mà có thể thi đấu tập cùng mọi người thì mình phải tạo một tài khoản và đăng nhập để sử dụng. Nó là tài sản của mỗi kỳ thủ. Đấy, để mà tạo tài khoản thì chúng ta click vào nút đăng nhập này. Nếu như khi chúng ta có tài khoản thì chúng ta sẽ nhập user và mật khẩu ở đây. Còn nếu như ban đầu các cháu mà chưa có thì các cháu click nút đăng ký để đăng ký một tài khoản miễn phí. Đây, mình có thể chọn đăng ký. Mình nhập một cái tên. Cái tên này thì chủ yếu là viết liền, không dấu và có thể có cái từ đặc biệt. Ví dụ như là thầy Trực chẳng hạn. Các cháu có thể đặt tên là tên của các cháu, và nếu có dấu cách thì chúng ta phải gõ cái dấu gạch dưới, gạch liền không dấu. Mật khẩu thì chúng ta cố gắng đặt mật khẩu mình một chút. Có ký tự hoa, ký tự thường, số và có ký tự đặc biệt, thư điện tử thì các cháu nhập thư điện tử vào để kích hoạt tài khoản. Ví dụ như thầy dùng thư này. Gmail.com. Rồi. Và ở đây nó hỏi các chính sách, nó yêu cầu thì mình phải đồng ý hết các chính sách của nó. Đấy, thông tin nó như thế này. Nhập tên đăng nhập này. Nhập mật khẩu. Đăng ký mật khẩu và địa chỉ mail. Sau đó đồng ý hết và click mục đăng ký. Trong trường hợp mà thư nếu như mình đã sử dụng thì nó sẽ báo thư này đã sử dụng rồi, phải đăng ký cái thư khác thì không được sử dụng thư này. Chúng ta sẽ đặt tên là thầy Trực, mật khẩu và mail đây đặt là. Đấy, thầy có một cái mail như thế này, trqt2024. Và đăng ký. Đấy, khi mà đăng ký thành công thì nó bảo sẽ là kiểm tra email để kích hoạt. Và ở đây là họ có lưu hay không trên Chrome. Thì mình nên ấn nút lưu. Lưu để mà sau này mình không cần phải nhớ nó nữa. Nó sẽ lưu vào trong trình duyệt. Lưu mật khẩu. Rồi, và bây giờ mình mở địa chỉ mail lúc này mình đăng ký ấy, thì sẽ thấy có một cái thông báo đến thế này. Đây. Thì mình phải nhập đúng địa chỉ mail để mình kích hoạt. Rồi, mở đây đâu ra. Đây, WeChat đây. Và mình phải kích vào cái link của nó để mình kích hoạt. Kích vào liên kết đây. Và thế nào kích hoạt tài khoản thành công. Đây là tài khoản của mình. Sau khi kích hoạt mình có thể tắt đi cũng được. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào WeChat và chúng ta đăng nhập bằng tài khoản vừa rồi. Để được vào mật khẩu đây. Đấy. Sau khi mà chúng ta đã có tài khoản thì các cháu có thể là
xem thông tin tài khoản thông tin của mình thì vào profile để xem thông tin. Đây mình chưa có gì cả, chưa chơi ván cờ nào. Còn khi chơi thì mình sẽ thấy có bao nhiêu ván đấu và các hoạt động nó đều nằm ở đây cho mình theo dõi. Trên lý chat các cháu có thể ở giao diện ban đầu click vào lý chat này. Thì đây là có cả cái chế độ chơi mà hay gặp. Với những cháu hay mới học thì các cháu nên chọn chế độ chơi là 10 phút cộng 5 giây hoặc là 15 phút cộng 10 giây, rapid là cờ nhanh. Sau này chơi thành thạo các cháu chuyển qua chơi 10 phút. Đấy. Và sau này thành chuyên gia thì chơi cờ chơi của tính sau. Còn bây giờ là cứ chơi như vậy đã. Đây là mình sẽ thi đấu với những bạn ở trên mạng. Một người bất kỳ, nó sẽ xếp cho mình gặp những đối thủ cùng trình độ để mình tập luyện. Còn để tham gia giải đấu của thầy thì các cháu ở trong nhóm Zalo là cơ vô thầy trước ấy, thì chúng ta sẽ thấy cứ mỗi lần có giải đấu thì thầy sẽ thông báo ở đây và các cháu kích vào cái link này. Đây chúng ta sẽ thấy có cái link này, kích nó lên này. Và lần đầu tiên thì chúng ta phải join câu lạc bộ, join team. Sau này thì chúng ta không cần phải join nữa. Lần đầu tiên thì kích nút join team. Và ở đây chúng ta sẽ thấy các thành viên trong câu lạc bộ này đấy, và các cái giải đấu đến nay đã tổ chức được rất là nhiều giải rồi. Và chúng ta kích nút join team để tìm một sân đây để chúng ta tham gia câu lạc bộ ở trên mạng. Mà chúng ta phải nhập cái mã, đây là QT2023, QT là Quảng Trị á, QT Việt Thường, QT2023 và kết một giới tim. Đấy, lưu luật rồi. Thì những lần sau là khi chúng ta kích vào cái link thì nó sẽ mở điểm giao diện này luôn. Mình chỉ làm đủ giới tim ở một lần thôi. Và chúng ta sẽ thấy cái giải đấu nằm trên khung này thì chúng ta sẽ tham gia. Giải đấu mới nhất sẽ nằm trên khung. Đây chúng ta có thể tắt những cái này đi. Và chúng ta xem lại này. Sau này khi mà có cái giải đấu thì kích vào và nó sẽ mở thẳng đến giải đấu luôn. Và khi chúng ta muốn thi đấu thì chúng ta kích nút join. Join ở đây. Join là tham gia vào thi đấu. Các giải đấu đều bắt đầu từ bảy rưỡi tối thứ ba thứ năm, cho nên các cháu nên vào sớm trước 10 15 phút, tức là từ khoảng 7 giờ 15 đến 7 giờ 20 là các cháu nên vào giỏi rồi rồi giải đấu. Và được 7 rưỡi thì phần mềm nó sẽ tự động xếp cặp cho các cặp đấu để đấu với nhau. Và đây là danh sách các kỳ thủ tham gia giải đấu, nó sẽ nằm ở đây. Đấy, nằm ở đây. Và khi nào các cháu đấu mà các cháu bệnh việc muốn thoát ra khỏi giải đấu, từ bỏ giải đấu thì không phải chúng ta tắt thế này nhé. Muốn thoát ra khỏi giải đấu thì chúng ta kích nút withdraw, tức là bỏ giải. Thì khi mà kích vào nút này á thì nó sẽ không bốc thăm cho mình thi đấu nữa những vòng tiếp theo nữa. Và nếu mà mình rảnh, khi nào rảnh thì mình có thể join lại. Còn nếu như mà mình bệnh việc hoặc đi ngủ thì chúng ta kích nút withdraw này để bỏ giải, không tham gia thi đấu nữa. Đây là một số cái kỹ năng cơ bản để tham gia giải đấu của thầy trên mạng. Trong một hai lần đầu tiên tham dự giải đấu, nếu mà các cháu có vấn đề gì thắc mắc thì hãy liên hệ với thầy. Thầy sẽ hỗ trợ điền video call cho thầy. Thầy sẽ hỗ trợ cho các cháu. Cảm ơn các cháu đã lắng nghe. Tạm biệt.